Rồi, xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Công vấn Bonsai. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một số cây mà mình tạo cũng gần một năm rồi các bạn. Tại là hôm trước mình có quay cái video về cây này khoảng đầu tháng 6 và bây giờ là đã đầu tháng 8 nên là nó không được một tháng, nó gần một tháng thôi. Thì như mình đã nói từ trước, cây thì các bạn phải cắt tỉa, không? Cắt tỉa thường xuyên. Những cành nào nó mọc mà quá kích cỡ thì chúng ta hãm nó lại để nó phát triển mạnh và quá thì nó vượt qua cái khổ, nó rút cái cây chúng ta, nó rút cái cây, có nghĩa là cái cành tốt nó sẽ rút cái cây dinh dưỡng, nó sẽ dồn về qua bên cái cành đó, nó sẽ làm những cành khác nó bị teo. Teo là có nghĩa là sau này dinh dưỡng nó không có dẫn đến nuôi những cành nhỏ, những cành bị teo đó, nó chỉ bắn lên thẳng lên cái cành tốt nhất thì nó làm cho những cành teo đó nó từ từ nó yếu, nó già, nó nấm bệnh rồi nó bỏ đi cái chai cái cành đó. Vì vậy mà cái công việc mà cắt tỉa tạo dáng nó rất thường xuyên đối với người chơi cây kiểng. Ở đây thì mình cũng làm cỏ cho nó, cây này để trong cạc, tại vì thời gian tạo tác xong thảy trong gốc khoảng 2 tháng sau mình mới lấy ra lại. Đây các bạn, tại vị trí mình cắt cái co cái chi số 1, các bạn thấy nó bung rất là nhiều chi đó, chúng ta phải cắt ta lọc lại nha, cắt ta lọc lại. Và chúng ta hãm nó thường xuyên như vậy, khi nó ra chúng ta cắt nó ra, chúng ta cắt thì chỉ là làm như vậy hoài thì những cái anh khác, những cái vị trí khác nó sẽ lớn lên. Cái chỗ này nó đã đạt cái chuẩn nó rồi, nó đã vừa đúng như chúng ta mong muốn, phải không? Nó đã cân xứng, nó đã to. Nói chung thì nó to thì nó cũng có mức độ, chứ nó to quá thì nó cũng không được. Khi mình dằn bên đây thì mình sẽ nuôi lại bên kia, nên mình sẽ dồn sức của bên kia để cho nó lớn, để nó kéo những cái cốt, những cái vị trí mà còn khiếm khuyết. Nếu mà các bạn không cắt cái chỗ này thì để lâu ngày nó rút cái cây chúng ta chết luôn bên kia, nó chỉ phát triển ngay chỗ vị trí đó thôi. Cây này thì mình đã dằn chi cũng 3 lần, 3 lần thì mỗi một lần mà dằn chi thì các bạn cũng vô phân, như những cái video trước tôi đã chia sẻ rồi, vô phân rồi mình được thì mình có thể xịt thêm những cái loại phân bón lá cho nó, giúp cho nó mập cành, nó ra chồi nhanh khỏe. Bây giờ khoảng 2 tháng mà anh em thấy nó bắn tụi rất là mập, bắn rầm rầm, khoảng bạn cắt như vậy khoảng tháng nửa tháng thôi là nó đã bắn xanh hết rồi. Không, trong cái lúc này thì mình để trong chậu lớn để chúng ta bổ sung dinh dưỡng vào cho nó ăn cho tốt, đến cái cần thành phẩm thì chúng ta chuyển qua chậu nhỏ hơn để trưng bày. Đây là cái hình ảnh của cái cây này khoảng hôm 11 tháng 6 đó các bạn. Nhìn thấy nó rất là ít cành. Ngay vị trí cành số 1 nó rất là yếu. Cành đó mình nuôi thả cho nó mập rồi mình cắt. Rồi mình cắt xong thì nó lại búng một đợt được dày bệnh luôn. Thì bạn lọc chi thoải mái luôn, lọc đã luôn. Làm sao để cho nó đẹp. Không có sợ thiếu cành, nó chỉ sợ dư thôi. Dư thì các bạn chọn lọc làm sao cho nó căn chỉnh lên cây mình cho nó ấm. Đây. Rồi mời anh em mình qua cái video tiếp theo là nó đã sau 2 tháng. Anh em thấy tại chi số 1 nó đã ra rất là nhiều cành. Không, mình đã dàn lại thêm lần nữa. Và trên cái đỉnh của cây, trên cái đỉnh của cây, hình như cây này nó đang thiếu cái đỉnh các bạn, nó đang thiếu cái đỉnh. Mình có chừa một cái cành nó mọc từ dưới lên à, và mình chừa ngay cái vị trí đỉnh đó, nó cũng chừa một cái mầm lá để từ từ sau này mình sẽ xử lý nó mọc đỉnh ngay đây. Nếu mà mình xử lý một đỉnh không thành công thì mình sẽ dùng cái phương pháp tiếp theo, đó là dùng cái nhánh mình thả lên đó mình áp vào, áp vào. Tại vì mình làm cây thì mình thủ nhiều hướng, nếu hướng này không được thất bại thì mình sẽ có hướng để mình
đền bù cho nó. Ừ, để nó không có ít ít cái kế hoạch quá thì mình sẽ làm nó không có đạt. Mình thứ nhất là mình trừ một cái mầm lá trên đỉnh. À, thứ hai là mình đã trừ thêm cái cành dự phòng mọc cặp đó, để khi nào mình áp dụng cái cách kia không được thì mình sẽ quay qua cách gấp áp để mình tạo đỉnh từ cái cành bắn lên đó, anh em thấy chưa? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video, chúc anh em mình thành công. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha.